Kính thưa quý vị, trước hết Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nguyễn Xuân Nam có dịp được tiếp một người khách rất là được tín nhiệm trong lĩnh vực di trú để chúng ta nói về một số các vấn đề luật di trú, visa, nhập tịch vân vân. Hiện nay chúng ở bên ngoài cộng đồng Việt Nam tin tức rất là rối loạn. Nhiều người gọi về tòa soạn liên tục hỏi đủ thứ vấn đề. Và khi chúng tôi lắng nghe thì mỗi người một kiểu, mỗi người một ý, và tất cả đều có thể nói rằng suy diễn, suy đoán và không có cơ sở. Độc giả chúng tôi mới đề nghị chúng tôi là nên tìm một cái chuyên viên có thẩm quyền và có kinh nghiệm, có kiến thức trong lĩnh vực này để gửi đến cho độc giả những cái thông tin mới nhất về di trú, nhập tịch, rồi bảo lãnh vân vân. Để cho quý vị có cơ sở để tham khảo. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến một người bạn, một người anh rất là thân thương của chúng tôi là Năm Lộc. 40 mấy năm vừa qua, có thể nói chỉ một nghề duy nhất, nói nghề duy nhất là nghề chính nhất, thưa quý vị, đó là làm việc di trú, và từng giúp cho rất là nhiều đồng hương Việt Nam, và uy tín lên trong xã hội rất là cao, và kiến thức rất là rộng về vấn đề này. Cho chúng tôi xin cầu cứu đến anh. Ngày Chủ nhật, chúng tôi dự tính làm vào ngày Chủ nhật. Và thưa quý vị, vì đề tài nó cũng rộng và vấn đề nó cũng phức tạp, cho nên Nam Lộc nó hãy cho anh thêm một chút thời gian để anh làm việc bằng cái thái độ rất là trân trọng của thính giả, lắng nghe từng ý kiến một của quý vị. Chúng tôi rất là xúc động vì có một người làm việc như vậy. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh một lần nữa trên chương trình này giới thiệu tới quý vị anh Nam Lộc, chuyên viên về di trú và xã hội, thưa quý vị, cũng là MC Nam Lộc, nhạc sĩ Nam Lộc. Trước hết xin mời Nam Lộc có lời chào đến quý vị, thưa anh. Dạ vâng, xin gửi lời chào tái ngộ đến anh Nguyễn Xuân Nam, và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của hệ thống truyền hình và truyền thanh Cali Today. Rất là vui và hân hạnh hôm nay được trở lại để hậu chuyện cùng với quý vị và quý anh chị. Thưa anh Lộc, thì từ đây đến cuối năm á, mình có rất là nhiều cái luật lệ về liên quan di trú, bảo lãnh, thẻ xanh, visa. Anh có thể trình bày một số cái luật căn bản, một số cái quy định căn bản thưa anh. Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, tất cả cái chính sách để hạn chế người di dân vào Hoa Kỳ là một cái chính sách rõ ràng của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ngay từ khi ông ra tranh cử, liên tục suốt 3 năm qua, ông vẫn tiếp tục cái nỗ lực này để thực hiện những cái ý định mà ông cho rằng nó có lợi cho người dân Hoa Kỳ, tức là American First. Tất cả những điều gì, dù có giúp ai chăng nữa thì mình phải tự giúp mình, phải bảo vệ cho người dân của mình. Với cái chính sách đó thì có nhiều cái kế hoạch đưa ra để bảo vệ nước Mỹ cũng như là người dân Hoa Kỳ, và trong đó có chính sách di dân là một trong những cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump chú ý nhiều nhất. Thì có thể dùng một câu nói của một nhà hoạt động về về di trú, một vị giáo sư đã nói rằng ông dùng cái chữ là Tổng thống Donald Trump không có thể xây được cái bức tường dọc biên giới Mỹ và biên giới Mexico để cấm đoán người di dân nhập cảnh bất hợp lệ, thì ông tìm cách để xây một bức tường tưởng tượng, invisible wall, một bức tường mà chúng ta không thấy được, một bức tường vô hình để có thể không cho những người di dân nhập cảnh Hoa Kỳ. Câu nói đó nó có thể hiện được cái chính sách hiện nay của Tổng thống Donald Trump. Thì như anh Nguyễn Xuân Nam đã nói, từ đầu nhiệm kỳ chứ không phải là đến bây giờ, từ đầu nhiệm kỳ ông đã đưa ra rất nhiều những cái đề nghị, nhưng mà không có cái đề nghị nào được Quốc hội Hoa Kỳ, kể cả lưỡng viện Hoa Kỳ, họ cứu xét và đưa ra để mà thảo luận hay là để mà tranh luận hay là để bỏ phiếu. Nói tóm lại là không có một cái dự luật nào được Quốc hội đồng thuận, kể cả Quốc hội mà được kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa của ông trước đây. Vì thế cho nên ông tìm cách để đưa ra những cái quyết định hành pháp, những cái sắc lệnh hành pháp gọi là Executive
order để có thể dùng cái quyền tối cao của hành pháp để đưa ra áp dụng những cái điều khoản này. Thì trong cái tiến trình đó thì ông khá thành công và ông tiếp tục làm những điều này. Thì để trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Nam, tôi xin được tóm tắt là ngay từ đầu thì qua những cái sắc lệnh hành pháp, ông đã đưa ra một số những điều mà theo tôi, một cá nhân tôi không dám đưa ra một cái ý kiến binh vực hay chống đối, mà tôi chỉ xin đưa ra cái nhận xét chung của mọi người là, và có thể những cố vấn của Tổng thống Donald Trump, trong đó một trong những người mà cố vấn mạnh mẽ nhất về vấn đề di dân, di trú là ông Stephen Miller. Ông là một trong những người advisor của Tổng thống về vấn đề di dân. Ông nói một câu mà tôi thấy rằng khá đúng. Ông nói rằng không cần phải đưa ra những cái đạo luật hay dự luật gì cả. Tổng thống chỉ cần áp dụng một cách chặt chẽ, thi hành luật lệ một cách chặt chẽ đối với những điều khoản luật pháp đã được ban hành là đủ để hạn chế người di dân nhập cảnh Hoa Kỳ rồi. Thì với cái câu nói đó thì hiện nay chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang làm như vậy. Thì thưa anh Nguyễn Xuân Nam, việc đầu tiên là trong suốt những cái tháng trước đây, ông đã đưa ra những cái điều khoản để mà hạn chế người di dân vào Hoa Kỳ, đưa ra một số những cái đề nghị để yêu cầu và bắt các luật sư di trú của chính phủ liên bang nghiên cứu và đưa ra những cái điều luật đó. Và những cái điều luật đó có thể nói rằng nó chú trọng nhiều vào cái vấn đề mà lạm dụng, như tôi nói lúc nãy, là làm sao để chống được cái sự lạm dụng về sử dụng công quỹ. Thì trong đó, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 10 tới đây thì có thể nói rằng những cái chi tiết đó, những cái điều khoản đó sẽ được áp dụng để cho vấn đề xin được tình trạng thường trú nhân. Tôi xin nói là thường trú nhân, tức là xin được nhập cảnh Hoa Kỳ, tức là được cái thường trú nhân. Có nghĩa là kể từ ngày 15 tháng 10 tới đây, bất cứ một người nào muốn được nhập cảnh Hoa Kỳ thì phải chứng minh ngoài, tôi xin lập lại, ngoài cái mẫu bảo trợ tài chính I-864 thì đương đơn còn phải, tức là những người mà xin nhập cảnh đó sẽ phải điền vào một cái mẫu đó có cái danh số là I-944, I-944, tức là I-944, có cái tên là Declaration of Self-Sufficient, tạm dịch là mà cái lời khẳng định là tôi sẽ tự túc. Và như vậy, và trong cái mẫu đơn này, tôi có thể, quý vị cũng như anh Nam có thể vào trong cái website của Sở Di trú để mà download cái mẫu đơn này, có vào khoảng đến 10-12 trang. Và trong đó họ hỏi tất cả những cái chi tiết về sức khỏe, về khả năng làm việc, về kinh nghiệm làm việc, về tiền bạc, tài chính, về học vấn, về thậm chí là tuổi tác, cũng như là tình trạng gia đình. Tôi nhìn thấy còn có đòi hỏi luôn là cái credit history, tức là anh phải chứng minh là anh có cái credit tốt chẳng hạn, vân vân. Thì nói như vậy một cách tóm lại là cái mục đích là sẽ hạn chế những người nào mà có thể likely có thể trở thành gánh nặng của xã hội khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Hay là nói một cách khác là nước Mỹ sẽ chỉ cho những người nào khi vào Mỹ có thể làm lợi cho nước Mỹ, tức là người đó có khả năng đi làm, có tuổi tác, có mạnh khỏe, có tiền bạc, có học vấn, thì người đó có nhiều khả năng được nước Mỹ chấp thuận. Thì đấy là cái nỗ lực mà đến ngày 15 tháng 10 này thì xem như họ sẽ đem áp dụng. Chúng tôi cũng không biết là 15 tháng 10 này họ có sử dụng cái quyền hành pháp để mà đòi lại tiền của những người đã ký giấy bảo trợ mà để cho thân nhân của mình đi lãnh tiền trợ cấp hay không. Thì chúng tôi hãy đợi để xem cái ngày 15 tháng 10 cái luật chính thức được ban hành, tức là được phổ biến, thì chúng tôi sẽ có thể nói thêm về chuyện này. Nhưng bây giờ thì bước ra câu hỏi thứ hai là anh có đề cập với tôi từ hôm Chủ nhật thì phải. Vâng. Thì thưa anh Nam và thưa quý vị, đúng như anh Nam vừa nói, vào ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 10 vừa qua, thì Tổng thống Donald Trump lại đưa ra một cái tuyên cáo để mà yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
hãy hoàn tất những cái thủ tục để mà huấn luyện cho các viên chức lãnh sự, để có thể kể từ ngày mùng 3 tháng 11 tới đây, các viên chức lãnh sự đó sẽ áp dụng và hỏi cũng như điều cũng như là đòi hỏi những người muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải chứng minh là họ sẽ có bảo hiểm sức khỏe hay là có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe khi nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày. Thì nếu mà không chứng minh được điều này thì họ sẽ không cho nhập cảnh Hoa Kỳ. Thì đây cũng chỉ là một cái tuyên cáo của hành pháp và yêu cầu Bộ Ngoại giao áp dụng kể từ ngày mùng 3 tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, có áp dụng được hay không, hay có bị các cơ quan binh vực người di dân hay là các tiểu bang họ chống đối thì hiện giờ chúng tôi chưa biết. Nhưng mà nếu có thì có thể sẽ các vị chánh án khi mà xử những cái trường hợp này có thể đưa ra một cái thời gian gọi là extension để cho họ kéo dài để cho họ xét xử. Nhưng mà hiện giờ nếu không có ai chống đối thì xem như cái luật mà bắt buộc phải chứng minh là có bảo hiểm sức khỏe hoặc là có khả năng để mua bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày khi mà nhập cảnh Hoa Kỳ thì sẽ được áp dụng kể từ ngày mùng 3 tháng 11 tới đây. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Thưa quý vị và thưa Nam Lộc, như vậy là quý vị đang nghe phần trình bày của Nam Lộc trước một số các thông tin bị nhiễu sóng, lộng tùng phèo về vấn đề di trú và nhập tịch. Thưa quý vị, câu hỏi mà chúng tôi muốn nhắc mạnh Nam Lộc một câu hỏi trở lại là như vậy ngày 15 tháng 10 tới, là tức như tuần tới, thì Quốc hội mới bỏ phiếu là thông qua cái luật về di trú không phải không anh? Thưa anh, cảm ơn anh hỏi câu hỏi này, và anh cũng là một người đang làm cho khán giả của anh có thể sẽ bị hiểu lầm. Những cái điều khoản này không hề cần có Quốc hội phê chuẩn, thưa anh. Yeah. Tất cả những cái điều luật này là do Tổng thống Donald Trump, ông Trump áp dụng hai cách. Thứ nhất là quyền cái sắc lệnh hành pháp, và thứ hai nữa là ông chỉ áp dụng và thi hành những cái luật có điều khoản đó một cách chặt chẽ thôi, thưa anh. Chặt chẽ. Cũng như ngày xưa, tại sao tôi nói như vậy, vì 20 năm trước đây khi mà cái đạo luật cải tổ hệ thống di trú ra đời thì cái mẫu I-864 đó đã được phổ biến và ban hành và áp dụng rồi đấy chứ. Nhưng mà người ta ký, người ta chứng minh có tiền bạc, nhưng mà người di dân tới đây vẫn tiếp tục xin tiền trợ cấp. Và thậm chí thưa anh, có những cán sự xã hội cũng lại đồng ý cho họ, và họ, tức là mỗi người diễn giải một cách khác nhau. Có ngay cả chính phủ liên bang, khi mà tôi còn làm việc thì họp với sở di trú, chính cá nhân tôi đã được nghe một vị đại diện của Bộ Canh Nông đến để trả lời và yêu cầu chúng tôi giúp họ để mà thông báo cho người di dân biết là đừng sợ, cứ xin xin phiếu thực phẩm đi, tức là food stamp đó, xin phiếu thực phẩm. Hiện nay Bộ Canh Nông ứ động rất nhiều phiếu thực phẩm và người di dân cứ sợ cho nên không xin lãnh. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, cá nhân tôi đã từng được nghe các vị cán sự xã hội của Sở Xã hội Los Angeles gọi điện thoại vào trong các đài phát thanh và nói rằng cái tin nói là không cho người di dân được hưởng Medicare là điều đó sai, thế này thế kia. Họ phân tích như vậy, nhưng mà hiện giờ vỡ lẽ ra thì các vị chuyên viên về di trú của chính phủ Hoa Kỳ họ nói rằng cái sự diễn dịch đó hoàn toàn sai, và trong cái tờ mẫu bảo trợ tài chính I-864 nó nói rõ là không được sử dụng công quỹ, và công quỹ bao gồm là tiền trợ cấp Medicare, trợ cấp food stamp, trợ cấp housing và trợ cấp tiền mặt, vân vân. Thì thưa anh Nam, có thể nói với quý vị khán giả cũng như anh Nam là Tổng thống Donald Trump không cần Quốc hội phê chuẩn, vì những điều này họ đã phê chuẩn 20 năm về trước rồi. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump và các nhân viên của ông chỉ áp dụng một cách chặt chẽ và khe khắt rồi thôi, thưa anh. Áp dụng là anh mean là từ này về sau hay là có retrospect, có hồi tố không anh? Theo cái bản gọi là cái quy định để mà đưa ra để mà hỏi dò, để hỏi thăm tin tức, gọi là
họ thường thường khi mà trước khi áp dụng và ban hành những cái điều khoản quy định chính thức đó thì họ có cái thời gian để mà thăm dò. Thì cái bản thăm dò đó thì không nói đến vấn đề retroactive, tức là vấn đề hồi tố, thưa anh. Nhưng mà cũng có thể khi mà thăm dò rồi thì có nhiều người Mỹ họ nói là tại sao không, why not chẳng hạn, thành ra chúng ta hãy đợi đến ngày 15 tháng 10 tới đây chúng tôi cầm được cái bản đó trên tay thì mới rõ để có thể trả lời một cách chắc chắn những điều anh vừa hỏi, thưa anh. Cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đang chờ đợi cái phần trình bày thứ kế tiếp vào sau ngày 15 tháng 10 về những quy định mới nhất, những thông báo mới nhất liên quan đến vấn đề di trú. Ngày hôm nay thì chúng ta có vấn đề thứ hai nữa trong cái phần thứ hai Nam Lộc đề cập đến đó, là bảo hiểm và visa, bảo hiểm y tế, visa. Một số trên báo chí Mỹ cho rằng no health insurance, no visa, là không có bảo hiểm sức khỏe thì không cấp visa. Thì nhạc sĩ Nam Lộc vừa trình bày cho quý vị rồi. Thì về vấn đề này, anh có thông tin báo cụ thể gì thêm không anh? Dạ vâng, thưa anh, nó hai điều chúng ta cần nói ở đây là cái điều luật này, như tôi nói vừa rồi, là sẽ được Tổng thống Donald Trump chỉ thị Bộ Ngoại giao sẽ cần phải đưa ra những cái điều khoản cũng như là huấn luyện cho các viên chức của lãnh sứ quán, và ông đưa cái ngày áp dụng là ngày November 3rd, tức là đúng một tháng nữa, là đúng một tháng sau ngày mà ông đưa ra cái tuyên cáo này. Và điều thứ nhất, điểm thứ hai nữa là trong cái điều khoản này thì họ miễn trừ cho những người đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn, cũng như là những người đến Hoa Kỳ theo cái diện du học sinh, họ sẽ không đòi hỏi hai cái thành phần này. Và điểm thứ ba cũng khá quan trọng, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, là hiện nay nhiều người quan tâm đến cái việc áp dụng những cái điều khoản luật pháp một cách nhanh chóng như vậy thì có thể tạo ra những cái sự hỗn loạn ở các tòa lãnh sự, là bởi vì các viên chức cần phải được huấn luyện như thế nào, bởi vì mới đưa ra quyết định. Tức là họ lo rằng từ nay cho đến mùng 3 tháng 10, tháng 11 thì thời gian nó quá ngắn, làm sao để mà hoàn tất những cái điều khoản. Rồi thứ hai nữa là làm sao để mà đưa ra những chương trình huấn luyện, thì đấy chỉ là những cái điều lo lắng mà thôi. Còn thì chính phủ sẽ quyết định như thế nào thì chúng ta chưa biết. Đấy là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm cho anh. Nhìn chung thì anh theo dõi vấn đề này thì cái dư luận nước Mỹ như thế nào thưa anh? Cái có cái polling nào về vấn đề này không anh? Kết quả sao anh? Hiện nay thì rõ ràng tất cả những cái có thể nói một cách rõ ràng là ai cũng biết rằng những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump đưa ra hiện nay nó không ngoài cái mục đích tranh cử của ông sắp tới. Vì thế cho nên nếu chúng ta thấy cái số người ủng hộ Tổng thống Trump lên cao, tức là họ đồng ý với những cái điều khoản này, còn nếu sự chống đối nó mạnh mẽ thì có thể không. Rõ ràng là hai bên, những người phía đảng Dân Chủ thì họ thiên về cái vấn đề mà xã hội cũng như là vấn đề giúp đỡ những người di dân hay tị nạn, luôn luôn đó là một cái truyền thống của nước Mỹ. Anh còn nhớ là khi mà thời Tổng thống ông lúc mà ông thời năm 1980, chắc anh còn nhớ phải không ạ, ông Jimmy Carter, vâng, thì đấy là cái năm mà đồng bào tị nạn chúng ta, người Việt Nam đi vượt biển nhiều nhất, thì năm 1980 cái số người nhận vào Hoa Kỳ đã là 250.000 người một năm, trong đó có 200.000 là người Việt Nam, là một con số kỷ lục. So sánh bây giờ thì kể từ mùng 1 tháng 10 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt con số người tị nạn được nhập cảnh Hoa Kỳ thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ, tức là trong năm kể từ ngày 1 tháng 10 2019 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 chỉ được phép 18.000 người được nhập cảnh Hoa Kỳ. Nói như vậy có nghĩa rằng là những cái chính sách để mà hạn chế người di dân đến đây thì hoàn toàn, như tôi nói lúc nãy, dựa theo cái sự đồng ý hay chống đối của cử tri mà thôi. Thành ra không thể trả lời câu hỏi của anh, tại tôi cũng không nghe được những cái dư luận bên ngoài. Nhưng nếu có nghe thì nó chia ra rõ ràng là một bên binh vực Tổng thống và một bên chống đối. Và bên binh vực thì đa số là những người đã bầu cho ông, hay là những người gọi là anti-immigrant, là những người không
đồng ý cho người di dân nhập cảnh đông đảo vào Hoa Kỳ. Còn phe mà binh vực những người di dân đa số là những người thuộc Đảng Dân Chủ cũng như là những người làm trong lĩnh vực xã hội thì họ lên tiếng chống đối một cách mạnh mẽ. Thì thưa anh, nó cũng hoàn toàn theo những cái sự thăm dò của các báo chí mà thôi ạ. Thưa quý vị đang lắng nghe phần nói chuyện của nhạc sĩ Nam Lộc về vấn đề di trú, bảo lãnh và visa vào Hoa Kỳ. Mấy ngày hôm nay thì trên các trang mạng có một cái cuộc tranh luận khá sôi nổi về ý kiến của cô Chelsea Clinton là ái nữ của cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Thưa quý vị, cô ta cho rằng hiện nay là cái chính sách nước Mỹ về chống di dân, ví dụ như cô trích ra một cái đoạn là nào là đào hầm nuôi rắn, rồi thả thú dữ để cắn người di dân, rồi bắn gãy chân người di dân khi mà họ vượt biên giới vào Hoa Kỳ, thì cô cho rằng nước Mỹ không còn là quốc gia mà cô muốn con cô lớn lên và trưởng thành ở tại quốc gia này với tinh thần như vậy, tinh thần chống di dân như vậy, vì nó trái ngược lại với cái lý tưởng của nước Mỹ, đã không còn là nước Mỹ mà cô đã từng biết. Thì cái ý kiến này nó đứng trước giữa cái ranh giới của dư luận, bên chống cũng rất quyết liệt, bên cũng rất là quyết liệt. Bên chống cho rằng như vậy thì Chelsea Clinton nên dọn về tàu ở đi. Bên thì nó Chelsea Clinton bảo rằng cái thế giới này chúng ta đi ngược lại cái sự văn minh nhân loại, là chúng ta kỳ thị di dân, một cái điều mà cả lịch sử của nước Mỹ cố gắng vượt qua vấn đề này. Thì không biết anh suy nghĩ gì khi trước cái lời nói của Chelsea Clinton anh? Thưa anh, vâng, như tôi đã trình bày với anh lúc nãy, rõ ràng là cô Chelsea Clinton là con của ông bà Clinton thì thuộc Đảng Dân Chủ, thì đương nhiên không có gì ngạc nhiên khi cô đưa ra những cái lời nhận xét vừa rồi. Tuy nhiên nếu mà ngồi phân tích thì thấy đây là những lời nhận xét khá mạnh mẽ, khá mạnh mẽ. Có một điều là thế này thưa anh, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu là nước Mỹ cũng bị lạm dụng rất là nhiều. Một trong những cái điều lạm dụng tôi muốn đưa ra ở đây và rõ ràng hiện nay nước Mỹ đang áp dụng, đó là vấn đề mà không nhận những người di dân từ các nước Nam Mỹ để mà nhập cảnh Hoa Kỳ. Nếu không muốn nói rằng họ đã còn đẩy những người này đi lại về bên kia biên giới, như anh đã vừa biết gần đây đã có đến hàng chục ngàn người từ các nước ở phía Nam Mỹ đã đi qua biên giới của Mexico để nhập cảnh nước Mỹ. Thì nó có một cái vấn đề đặt ra, nó tế nhị là nước Mỹ đó trên nguyên tắc có những cái đạo luật xin tị nạn chính trị, tức là asylum seeker, những người nào đến Hoa Kỳ thì được quyền nộp đơn xin tị nạn chính trị nếu họ cảm thấy họ bị ngược đãi bởi vấn đề giới tính, bởi cái sự khác biệt về chính trị, về tư tưởng, về tôn giáo vân vân. Thì trong luật của Hoa Kỳ cho phép những điều này và họ được quyền nộp đơn. Khi nộp đơn như vậy thì thưa anh Nam và thưa quý vị khán giả, là họ được phép ngay lập tức trong lúc chờ đợi xét đơn, họ chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp cho họ một cái employment authorized, tức là một cái thẻ để đi làm, họ được phép đi làm việc. Thì đây là những điều này xảy ra từ bao nhiêu năm qua rồi. Tuy nhiên nếu mà tính ra thì những người từ các nước Nam Mỹ đã đi qua, tìm cách đi qua nước Mỹ để nhập cảnh biên giới Hoa Kỳ để lợi dụng cái luật này, thì điều đó Tổng thống Donald Trump cũng như chính quyền của ông cảm thấy rằng họ bị lạm dụng, chứ còn những người này chưa chắc đã đủ những cái tư cách để mà xin tị nạn chính trị. Nhưng mà đối với luật Mỹ đó thì dù tôi không đủ tư cách hay không thì quý vị phải xét đơn. Nhưng mà hiện giờ có đến hàng trăm ngàn lá đơn, cho nên nước Mỹ không đủ nhân sự để giải quyết. Mà không đủ nhân sự giải quyết thì phải cho họ cái giấy tạm thời đi làm và ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đến cái ngày mà từ chối đó thì thưa anh, 10 người bị từ chối thì hết 9 người trốn rồi, trốn ở lại. Thì đó là lý do mà tôi vừa nói rằng những người phụ tá của Tổng thống Donald Trump như ông Stephen Miller, ông đưa ra những cái chính sách để mà chống đối những cái điều khoản này và áp dụng một cách chặt chẽ hơn. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, bởi vì khi mà chúng ta chống đối những cái hay là như cô Chelsea Clinton chống đối thì chúng ta phải đưa ra những cái dữ kiện, chứ còn nếu mà nhận xét không thôi thì sẽ không đi tới đâu cả.
chúng ta phải đưa ra những dữ kiện là chính quyền của ông Donald Trump vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lệ Hoa Kỳ vân vân. Còn nếu họ áp dụng như vậy và họ dùng chặt chẽ hơn thì khó để cho chúng hay là cái người nào binh vực di dân mà chiến thắng được cái điều này. Một trong những cái điểm mà rất là tế nhị, và nếu anh hay là quý vị khán giả nào ngồi suy nghĩ xem là ngày trước khi mà người Việt Nam chúng ta hay là bất cứ một người di dân nào muốn đến Hoa Kỳ, nếu không đến thẳng đó thì phải qua một cái asylum country, một nước thứ ba, thí dụ như qua Malaysia, qua Thái Lan, qua Indonesia, qua Hồng Kông, ở đó sẽ có cao ủy tị nạn xét đơn. Và lúc đó khi mà cao ủy tị nạn cảm thấy quý vị đủ điều kiện để đi nhập cảnh theo diện tị nạn đó, thì sẽ có các nước tự do nhận, thí dụ như là Anh, Pháp, Canada, Đức, Mỹ vân vân. Còn đằng này khi mà họ đi qua Mexico đó, thì bên phía của Tổng thống Donald Trump nói rằng thì họ cũng qua một nước thứ ba đó, chứ họ đâu có ở Hoa Kỳ đâu. Mà tại sao ông Mexico lại tìm cách để đưa họ thẳng vào Hoa Kỳ? Những người có mặt ở Hoa Kỳ, thí dụ những người đến đây qua diện du lịch, những người đến đây qua diện đi làm, những người đến đây qua diện tham quan, những người đến đây qua diện du học, mà cảm thấy khi trở về đất nước mình có thể sẽ bị ngược đãi hay là bị bắt bớ hay nguy hiểm đến tính mạng, thì họ có quyền xin asylum. Còn những người di dân ở các vùng Nam Mỹ đi qua Mexico, thì ông Donald Trump và phụ tá của ông nói rằng hãy đối xử họ như đối xử những người Việt Nam trước đây. Có nghĩa là anh tới nước Mỹ thì anh ở đó, anh ở trại tị nạn ở Mexico, rồi để cao ủy tới sẽ xét đơn các anh. Và nếu cao ủy thấy các anh đủ điều kiện đi tị nạn thì cao ủy phải chia sẻ gánh nặng này cho các nước tự do trên thế giới. Chứ tại sao lại để hàng chục ngàn người đó vào Hoa Kỳ? Thành ra để trả lời câu hỏi của anh, tôi rất thông cảm và rất hiểu những lời phán xét của cô, những lời chia sẻ của cô Chelsea Clinton. Nhưng mà như tôi nói với anh lúc nãy là chúng ta phải chứng minh những người đó sai hay là vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp, thì may ra mới có thể thuyết phục được những người binh vực ông Donald Trump trong những quyết định này thôi. Có một điều nữa muốn hỏi anh là ai cũng biết rằng anh trong rất là nhiều năm vừa qua lặn lội từ các nước châu Á để giúp đỡ người tị nạn Việt Nam, từ Palawan tới Indonesia tới Malaysia tới Thái Lan. Và đến giờ này chúng tôi được biết rằng anh vẫn tiếp tục làm công việc đó, mặc dù có nhiều hiểu lầm ngộ nhận và những cái tung tin giả, nhưng mà anh vẫn kiên trì con đường theo đuổi như vậy. Thì trước cái luật lệ mới của nước Mỹ như vậy đó, anh có lời khuyên gì với người tị nạn Việt Nam thưa anh? Anh hỏi câu hỏi này rất là hay và đúng lúc, là bởi vì thực sự đó, câu hỏi này tôi đã quên đi nhiều năm nay rồi, vì nước Mỹ đã đóng cửa hoàn toàn cho người tị nạn đến từ Việt Nam. Cái lý do là vì họ đã cảm thấy rằng theo cái chính sách của nước Mỹ và theo sự nhận định của nước Mỹ thì Việt Nam bây giờ không còn người tị nạn ở trong nước. Việt Nam là một trong những nước mà có sự băng giao với các nước tự do và có chân trong Liên Hợp Quốc và có cả cái hiến pháp, trong đó có bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ. Mặc dù chúng ta biết đây chỉ là giấy tờ, đây chỉ là một tờ giấy lộn, nhưng mà đối với các nước tự do hay là đối với Hoa Kỳ, nếu họ không muốn nhận người tị nạn Việt Nam thì họ sẽ đưa ra những cái dữ kiện này để họ cảm thấy rằng cửa đã đóng cho quý vị. Và quả thật cửa đã đóng từ năm 2008, cho nên tất cả những cái sự đấu tranh cho người tị nạn vào Hoa Kỳ đối với tôi là việc làm phí thì giờ. Nước Mỹ sẽ không bao giờ, và cho đến khi Việt Nam có những cái điều gì đó xảy ra, thí dụ như là đàn áp ở bên Hồng Kông, thí dụ như thế, hay là đàn áp qua cái cuộc biểu tình tháng 6 năm ngoái chẳng hạn, người Việt bị đàn áp, bị chống đối, bị bắt bớ, bị đánh đập, thì có thể họ cứu xét lại. Chứ hiện giờ thì với cái tình trạng này họ sẽ không nhận người Việt Nam. Đó là lý do mà chúng tôi và các anh em thiện nguyện viên đã phải đi gõ cửa các nước khác. Và hiện nay, thưa anh Nam, hiện nay các nước khác cũng đang nhận người tị nạn. Canada là một trong những quốc gia, họ đã vừa tuyên bố là trong 3 năm tới, 2019, 2020 và 2021, họ 2019, 20, 2020, 21, tức là cái chu kỳ hàng năm của họ đó, 2019, 20, 20, 21, 21, 22, họ sẽ nhận 1 triệu người vào Canada để giúp nước Canada trong nhiều cái lĩnh vực, vừa giúp người di dân, giúp người tị nạn, mà lại vừa giúp cả nền kinh tế của Canada. Thì chúng tôi chú trọng vào nước Canada
Mặc dù cái chương trình hiện tại phải là một cái chương trình họ gọi là private sponsorship, có nghĩa là phải mỗi một người tị nạn muốn được nhập cảnh vào Canada theo chương trình private sponsorship, họ cần phải chứng minh là có 5 người đứng ra bảo trợ và phải ký quỹ $10,000 Hoa Kỳ, tức là vào khoảng 13,000-14,000 đô la tiền Canada Canadian, để bảo đảm là những người này không trở thành gánh nặng của Hoa Kỳ. Sau một năm những người này có công ăn việc làm thì chính phủ sẽ cho chúng ta dùng cái tiền này để bảo lãnh những người khác. Thì hiện nay cái nỗ lực này vẫn đang tiếp tục, có còn hơn không? Tại vì không lẽ chúng ta để đồng bào chúng ta chết khổ ở bên Thái Lan, cho họ một cái sự hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng mà họ vẫn có cái hy vọng để họ sống. Thì hiện nay chúng tôi đang làm và có một cái kế hoạch là sẽ nhận 50 người đầu tiên. 50 người đầu tiên thì tổ chức Voice đã phải, và những người thiện nguyện phải có vào khoảng $700,000 để ký quỹ, và có vào khoảng 250 người ký vào đơn bảo lãnh. Đó là cả một cái thử thách lớn lao. Tuy nhiên họ vẫn phải tiếp tục làm, chứ không lẽ chúng ta và thôi bỏ cuộc à? Thì đây là những việc chúng tôi đang làm. Và bên ngoài cạnh đó đó thì chúng tôi cũng vận động ở bên Âu Châu và bên Úc. Anh sẽ rất ngạc nhiên là cả những nước đó cũng có một cái chương trình private sponsorship tương tự như vậy. Có nghĩa là thí dụ họ nói rằng nếu bây giờ bên Âu Châu anh phải có khoảng 12-13 nghìn tiền euro, nếu mà 12-13 nghìn thì là quá đắt, gần như là 20 nghìn tiền Canada rồi. Hoặc là bên Úc cũng vậy, thì có những cái chương trình cho phép vào. Thì tôi tự nghĩ là nếu như vậy, nếu mà mình có tiền và đồng bào giúp những người có tiền thì cứ ở Canada là cũng có thể được rồi. Vì thế cho nên cái chuyện mà vận động người tị nạn hiện nay rất là khó khăn. Thì trở lại câu hỏi của anh đối với Hoa Kỳ, như tôi nói lúc nãy, tôi rất là bi quan là Hoa Kỳ sẽ khó có thể mở cửa. Tuy nhiên ở nước Mỹ có một cái chuyện là chuyện gì có thể xảy ra được nếu mình gõ đúng cửa. Thì hiện nay ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc họp với một cái tổ chức gồm có nhiều các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, và đặc biệt là những người đại diện cho các đồng bào Tây Nguyên, người Việt Tây Nguyên tị nạn ở bên Thái Lan, và cũng như là người Hờ Mông. Tôi cũng đã từng nói là đây là những tín đồ Tin Lành, họ bị đàn áp ở Việt Nam, phải bỏ nước ra đi vì họ bị giết, bị bắt, bị bớ và bị lấy nhà cửa chỉ vì họ tôn sùng và họ là tín đồ của đạo Tin Lành mà chính phủ Việt Nam họ chống đối và cấm đoán họ. Và hiện nay con số đó ở bên Thái Lan cũng vào khoảng hơn 1.000 người, theo tôi được biết con số đó chỉ không có chính xác rõ ràng, nhưng mà theo những người làm việc bên đó thì vào khoảng hơn 1.000 người, cũng như theo các vị mục sư làm việc với đồng bào bên đó. Thì thưa anh Nam, hiện nay họ đang gõ cửa tổ chức Tin Lành. Nếu tổ chức Tin Lành cũng như Công giáo hay là Do Thái giáo vân vân, nếu họ có nhiều người ở trong Quốc hội và có nhiều người ở Đảng Cộng hòa vân vân, thì họ có thể thuyết phục được để mà nhận những người tị nạn đó, khoảng 2.000 người, họ đang project là 2.000 người, trong đó có tất cả những người Việt Nam ở bên Thái Lan. Thì thưa anh, tôi cũng đã tiếp tay họ, tôi sẽ họp và tôi cũng đã tình nguyện để đi lên gặp gỡ các vị đại diện cho tổ chức Tin Lành. Họ còn đưa ra một kế hoạch, thưa anh Nam, là sẽ đưa những người này vào một cái khu nông trại lớn ở Alabama để cho có công ăn việc làm, để chứng minh với chính quyền Tổng thống Donald Trump là những người này sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của xã hội. Và đối với tôi, nếu chúng ta gõ đúng cửa thì cũng tương tự như là 3.000 người tị nạn ở bên Fullerton trước đây, không ai có bao giờ nghĩ rằng họ có cơ hội được đi định cư ở các nước tự do. Ấy thế mà chỉ một vài cá nhân làm việc cực khổ, vận động khéo là chính phủ Hoa Kỳ cho họ vào. Cho nên cái con số 2.000 đó, nếu mà tính thành tiền để mà đi các nước như từ vừa nói theo private sponsorship thì vô chừng không biết đến khi nào đến họ mới đến được người cuối cùng. Nhưng mà nếu mà chính phủ Hoa Kỳ và nếu tổ chức tôn giáo như mạnh mẽ như là tổ chức Tin Lành và vận động và chứng minh với Hoa Kỳ rằng những người này sẽ không là gánh nặng của nước Mỹ, thì điều đó rất có thể xảy ra, thưa anh Nam. Thì điều gì chúng ta cũng có thể hy vọng nếu chúng ta bắt tay làm việc và vận động. Chứ còn nếu chúng ta ngồi mà nói không thôi thì chẳng có cái gì có thể xảy ra được. Thế
Thưa quý vị đang nghe cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi Nguyễn Xuân Nam với nhạc sĩ Nam Lộc, chuyên viên di trú xã hội của Hoa Kỳ trong suốt 40 mấy năm vừa qua. Có cái điều thưa quý vị là để có cuộc nói chuyện như thế này, chúng tôi với Nam Lộc đã làm việc từ ngày thứ bảy, chủ nhật, hôm nay thứ hai, 3 ngày. Anh Nam Lộc mới xếp được một chút thời gian để chúng ta làm việc với nhau. Để thưa chuyện với quý vị thính giả rất là bận, và sắp tới thì anh lại còn phải vận cái chuyến đi Úc, đi Hoa Đình Đốn, đi các nơi, cũng phải lo công việc người tị nạn nữa, đi châu Âu nữa. Thì thưa quý vị, những cái nhân vật trong cộng đồng chúng ta như vậy, tôi rất là ngưỡng mộ về cái thái độ làm việc và tinh thần cầu khó của anh như vậy. Tuy nhiên thì cuộc đời mà thưa quý vị, có lúc quý vị thấy cũng đau lòng khi trên nghe một số chỗ, đọc một số chỗ, thấy những cái lời này nọ về anh. Tuy nhiên chúng tôi mới nói đùa một câu là Nam Lộc có nói một lần là không có gì mua lại được anh. Bây giờ con cái thành tài rồi, vợ cũng an bình rồi, nhà cửa xong xuôi rồi, công việc về hưu nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đối với Nam Lộc là một cuộc sống vì cộng đồng, chứ không thể là cuộc sống được vì 5 đồng, 3 đồng tiền quyên góp này, như một số quý vị đã, quý vị coi rất là thường người khác. Và những cái suy tạc như vậy, tôi thấy anh vẫn lặng lẽ làm việc, và vẫn bay đi chỗ này chỗ nọ làm việc cho cộng đồng, rất là đáng hoan nghênh Nam Lộc. Rất là cảm ơn anh đã có những hành động, những cố gắng rất là tốt cho cộng đồng. Anh xứng đáng là một người cộng đồng trong vòng 40 mấy năm vừa qua. Trở lại câu hỏi cuối cùng là thưa anh, như vậy thì cái có một số dư luận bên ngoài là bây giờ chúng ta không nên về Việt Nam nữa, hay là đặc biệt là những người chưa có quốc tịch, thì anh thấy những cái lo sợ đó có một chút nào cái giá trị không anh? Dạ thưa anh, nếu nói theo luật di trú, chắc anh muốn hỏi tôi theo cái lĩnh vực di trú phải không anh? Dạ dạ dạ. Dạ vâng, thưa anh, hiện nay thì không có gì thay đổi cả. Tất cả những người thường trú nhân hay là những người công dân Mỹ vẫn có thể đi du lịch khắp thế giới, kể cả nước Việt Nam. Chỉ có điều là họ vẫn đưa ra một cái lời cảnh báo là nếu bạn là thường trú nhân thì bạn phải chứng minh là bạn sống thường trú ở nước Mỹ. Bạn không thể được dùng cái thẻ thường trú đó như là một cái chứng từ để bạn tạm vào nước Mỹ xong bạn sống ở nước khác. Có nhiều người làm như vậy. Thí dụ như có nhiều người có cơ sở làm ăn ở Việt Nam, ở Pháp, ở Canada vân vân, họ chỉ dùng cái thẻ xanh để họ qua Mỹ chơi vài tháng, vài tuần với gia đình hay với con cái, rồi họ lại trở về họ sống ở các nước kia hay ở Việt Nam. Hay thậm chí ngay cả những người nghệ sĩ, thí dụ như là một trong những người đó là anh Hoài Linh chẳng hạn, anh có hỏi thăm tôi là làm sao để cháu vào quốc tịch Mỹ được, thì tôi có nói là cháu phải sống ở bên Mỹ theo đúng cái luật lệ của họ, là cháu phải liên tục sống ở đây 5 năm. Họ cái luật lệ đó cũng rất là dễ, thưa anh Nam, anh cũng đã biết rồi. Một người muốn vào quốc tịch Mỹ thì phải sống ở, chứng minh là sống ở Hoa Kỳ 5 năm. Nhưng mà trong 5 năm đó anh có quyền vắng mặt 2 năm rưỡi. Anh đừng có quá 2 năm rưỡi. Thế nhưng có nhiều người vắng mặt quá lâu cho nên không thể đủ điều kiện để vào quốc tịch Mỹ. Thì trở lại cái câu hỏi của anh thì họ khuyên là nếu một người có thường trú nhân thì anh không nên vắng mặt ở Mỹ quá lâu. Anh có quyền đi du lịch thế giới, có quyền đi đây đi đó, nhưng anh phải có công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, có nhà cửa, có bảo hiểm, có xe cộ, có nhà băng vân vân. Đằng này anh chỉ dùng cái thẻ xanh để anh đi đi về về, thì những người đó họ sẽ áp dụng điều luật chặt chẽ và có thể họ sẽ lấy lại cái tình trạng thường trú, tức là lấy lại thẻ xanh nếu họ cảm thấy đương sự lợi dụng cái thẻ thường trú đó để làm một cái thẻ travel thing đó. Thành ra để trả lời câu hỏi của anh thì đến bây giờ thì không có gì thay đổi cả, miễn là chúng ta đừng lạm dụng và đừng vi phạm luật lệ của Mỹ, thế thôi. Thưa quý vị, câu chuyện cũng khá dài và nó mở ra một cái vấn đề nữa là trong từ đây đến cuối tháng 10 khi mà có những thông báo mới, chúng tôi sẽ mời nhạc sĩ Nam Lộc lên một lần nữa để thưa chuyện cùng quý vị, để cập nhật quý vị những thông tin hữu ích. Và chúng tôi tin rằng cái nguyện vọng của một số quý vị thính giả là cần có một cái chuyên viên uy tín, có kiến thức và hành nghề này, có thẩm quyền để trả lời một số vấn đề thắc mắc quý vị, thì chúng tôi đã chuyển lời của quý vị đến nhạc sĩ Nam Lộc. Và cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc đã nhận lời, và xin kính chúc anh những ngày tới bình an vui vẻ, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để được chia sẻ những tin tức cập nhật đến với quý vị khán giả của chúng ta. Tôi thì may mắn là mặc dù về hưu rồi
nhưng mà vẫn được giữ được những cái liên lạc với các cơ quan di trú và các viên chức di trú, cho nên mỗi lần có một chuyện gì cần thay đổi hay cần biết, và đặc biệt là cần thông báo cho đồng bào, thì các vị lãnh đạo của sở di trú nói riêng và cơ quan an ninh nội chính nói riêng rất là vui để mà chia sẻ với chúng tôi, bởi vì đây là những tin tức mà họ nghĩ rằng đồng bào chúng ta ở bất cứ một chủng tộc nào cũng cần biết, đặc biệt là những người di dân. Một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới ạ. Chào anh. Cảm ơn Nam Lộc. 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 Chào anh.